Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình thì bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, cũng như là ấn vào cái chuông để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mình đăng video. Và nếu các bạn xem video thì các bạn ấn like, nhớ ấn like và cũng như là comment. Hãy xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Đây là Noob. Xin chào. Ok thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái căn phòng rất là mới đây. Và đồng hành cùng với mình đó là thanh niên đầu đen. Chào mọi người đi, Pixel. Hello Pixel, chào mọi người nha. Rồi ok thì hiện tại là mình với cả Pixel đang có mặt ở cái này gọi là hai con sông các bạn, hai con suối đi. Đấy, được nha, mình mới gặp Pixel sẽ phải tẩn những cái thanh niên này đã. Đấy, đây, những thanh niên gọi là đến phá đám cái công ty của mình các bạn ạ. Đấy, cái nhà máy của mình chính xác hơn là như thế. Trời ơi, mấy thanh niên này. Đấy, tại sao lại mấy con suối, con sông này gọi là nhà máy các bạn ơi. Thì ngày hôm nay là mình mới cả Pixel để xem nào. Ở đây là để có thể là xây dựng một cái nhà máy sản xuất ra sô-cô-la các bạn ạ. Đấy, ô, chưa thấy thanh sô-cô-la nào. À đây rồi, đây. Những thanh sô-cô-la màu nâu nâu này. Đấy, chocolate các bạn ạ. Bắt đầu là chúng ta sẽ có thể là nhận được tiền. Ui, từ vừa nãy đến giờ là đã được 400 tiền rồi cả. Rồi, sau đó thì mình sẽ chạy qua đây. Đây là cái khu vực nâng cấp nhà máy của mình. Thì chúng ta sẽ 200 đô để chúng ta nâng cấp lên cái chocolate dropper. Đấy, nâng cấp lên cái chocolate màu trắng các bạn ạ. Ui, sô-cô-la trắng đấy. Còn ở đây là nâng cấp tường này. Chắc là từ từ đã. Bao giờ nhà máy công ty mình làm ăn nó gọi là thuận lợi, buôn bán thuận lợi thì chúng ta sẽ. Ui, hỏi bên kia thì cại nhà Pixel à, bên đấy là Pixel thuộc giúp núp đấy nha. Thì bên này nhà mình cũng có mà bạn. Trời ơi. Đấy, mình sẽ cố gắng là xây dựng nhà máy gọi là nhanh nhất và VIP nhất ở trong Minecraft các bạn ơi. Ui, mấy thanh niên này béo thế. Trời ơi, nhìn lực lượng dã man luôn. Đấy, các bạn thấy không? Sau khi sô-cô-la là được gọi là trôi chảy từ cái con sông này các bạn ạ, con suối này, thì chúng ta sẽ lên ống khói và đóng hộp. Đấy, cho vào ô tô, bán đi kiếm tiền. Xịn không? Trời ơi, đất ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ phải cần 2.500 các bạn đây. 2.500 để chúng ta sẽ nâng cấp lên cái kia là cái gì nhỉ, mình quên mất rồi. Hình như là cái gì, sô-cô-la trứng à? Chocolate and dropper các bạn ạ. Ui, thế thì Pixel đã được 1.100 rồi này. Ghê vậy. Về núp về một cái là chả kiểu gì là được hơn. Núp 1.200 kìa. Thấy chưa, thanh niên này toàn xạo xạo đấy mọi người. Ủa. Mấy thanh niên này béo thật. Mấy thanh niên còn béo hơn cả Pixel. Chắc ăn nhiều sô-cô-la quá. ăn nhiều đồ ngọt quá mà. Đây, đây là những cái máy. Ơ, chết. Trời ơi, mình đã chui xuống khi tắm sô-cô-la. Đây, đây là những cái máy gọi là sản xuất ra đây các bạn ạ. Thì chúng ta có thể nâng cấp cái drop speed upgrade này. Kiểu như tăng tốc độ thả ra ấy, tăng tốc độ sản xuất ấy, nhưng mà thôi, 75 kỳ. Về đánh kìa, về đánh kìa. Nhanh, không nó cướp mất. Rồi, được rồi. Nhà máy của tôi, ôi cái nhà máy của tôi. Rồi nha, tận mấy thanh niên này. Ui sao nhiều thế nhở, bên công ty nhà máy nhà núp nhiều thế nhở. Còn mấy thanh niên to đó các bạn. Láo này. Láo với chúng tôi này. Ui, nhưng của chú này khỏe đấy. Rồi, ok, núp cũng về nâng cấp luôn này các bạn đây. Nâng cấp luôn cái sô-cô-la trứng. Mình chưa ăn cái loại này bao giờ. Ai, thanh niên này nhá. Định làm gì cơ? Ui, thanh niên này đã phi vào tận trong công ty của núp rồi à? Đang định ý định phi mà. Nhưng mà núp tỉnh táo tàu. Trời ơi, tuổi gì đâu ăn mì ngay. Không có tuổi gì cả đâu. Sô-cô-la trứng đâu, xem nào. Sô-cô-la trắng đây các bạn ạ. Đây sô-cô-la trứng này các bạn thấy không? Hình trứng cái này. Ui, chết, lại tắm sô-cô-la rồi. Trời ơi, tắm sô-cô-la chắc là mình. Ui, 400 rồi. Chắc là mình da đẹp lắm đấy các bạn ạ. Bè là chúng ta sẽ có ở đây là cái gì đây? Gummy dropper. Cái này là gummy là cái gì đây? Ui, sản xuất ra cái gì nữa các bạn ạ? Để tí nữa mình xem nhá. Nói chung là ở đây hầu như là sản xuất sô-cô-la thôi. Các vật phẩm đi kèm liên quan đến sô-cô-la thôi. Món ăn chế biến từ sô-cô-la đều là như vậy. Chocolate, ok. Tiêu diệt mấy thanh niên này đã. Mấy thanh niên ở trong nhà có rồi nha. Trong công ty bắt đầu có xuất hiện rồi đấy. Nó cứ tẩn mà yên tâm. Nhà máy được bảo vệ nghiêm ngặt các bạn ạ. Mình là vừa làm chân bảo vệ, vừa là chân gọi là ui, chủ nhà máy. Láo với chúng tôi. Đấy. Ok, nhận mấy cái này là cái gì đây? Ui, cái này tận 25.000 lận à? Cái gì cơ? 25.000 á? Ê, núp này sao? Cái con này sang tận nhà núp này. Ui, rõ ràng nó ở chỗ Pixel mà. Chắc là thấy nhà mình kinh doanh thất bại nên nó lại càng ra phá đám. Ta
Đấy, đấy là người ta gọi là do ăn ở đấy. Ăn ở cái gì? Ui, thanh niên pizza nhiều tiền thế. Ok, không sao các bạn này. Mình cũng được 10.000, 11.000. Đó, đứng đây, đứng đây. Đứng đây lượm tiền. Thì bây giờ là chúng ta cần 25.000 cả. Ui, khá là nhiều tiền đấy. Thực sự là mình cảm thấy là 25.000 là nhiều lắm đấy. Ui, lại tiếp tục hai thanh niên nữa này. Đông thế nhở? Có vẻ là cái nhà máy ngày trước mình xây dựng mấy cái nhà máy kia làm gì đó, nhiều gọi là thanh niên đến phá đâu mà xây dựng nhà máy sô cô la nhiều thanh niên thế không biết đâu. Nhà máy của Noob Sida rồi, nhà Pixel chả có thằng nào nữa. Chưa đến lúc thôi. Đến lúc rồi, lúc đấy đừng hỏi vì sao nhá. Trời ơi, mình có nên nào sao lá cây lại màu xanh, có lên update cái tăng tốc độ cái thả đây cái rơi này không ta? Vì sao nghĩ là chúng ta nâng cấp loại khác đi, xong bắt đầu mới nâng cấp tốc độ. Nâng cấp mấy kiểu như mẫu mã đa dạng lại. Ui, có hai thanh niên siêu to khổng lồ cơ bắp quần cuộn đang đứng đây này. DMIC à. Ui. Ấy, nhà Pixel có người kìa. Đâu. Ồ, bị lừa rồi. Thấy đang đánh thanh niên này. Trời ơi. Đây, mình đứng đây. Ui, nhà Pixel quất một cái đi luôn rồi. Cái này là sức tấn công bao nhiêu đây? Có 3.5 sức tấn công, mỗi lần mình đánh có mất một tim nữa bạn ạ. Ui, đây là mấy cái hộp à? Mấy cái này chắc là mấy cái... đây đóng hộp các bạn ạ. Rồi, đây là mấy cái. Ui, bảo sao mình lâu lâu không được nhận được nhiều tiền thì là đây các bạn ạ. Nó bị mắc kẹt ở đây này. Đây này, có 3 hay 4 cái nó đóng hộp rồi. Trời ơi, nó không ấy này. Bảo sao lại, các bạn? Lại có mấy thanh niên béo ú kìa. Trời ú kìa. Lúc đi nâng cấp tiếp đây. Yes. Chúng ta nâng cấp lên. Đó, một cái sản phẩm mới các bạn ơi. Đâu? Ui ui, đúng thế, bên kia có này. Rồi ok, mình xử lý bên này không sang bên đấy các bạn. Này đánh mới một trái tim các bạn lại hai máu. Láo này. Siêu to, khổng lồ. Láo bên chúng tôi. Có anh không trượt phát nào các bạn ạ. Đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Lớn châu bò thế nhỉ. Rồi ok. Dạ về thu hoạch tiền nữa bạn ơi. Đấy, về ui, mấy cái này nó. Cái này là ui. Mình có nên là mình vứt vào đây được không ta? Vứt vào đây chắc được các bạn. Đó. Nhặt được không? Đây. Cho xin coi. Không nhặt được rồi các bạn ơi. Rồi mình thu hoạch tiền đây. 12.000 thì chúng ta sẽ nào. Cần nâng cấp cái tiếp theo là chúng ta sẽ cần 100.000. Ui. Tắt thế. Candy cane dropper. Ui, đắt quá các bạn ơi. Rồi cái tiếp theo đó là cái ui. Cái này là cái gì đây? Cái này mình chưa ăn bao giờ các bạn ạ. Nhìn nó lạ lạ luôn ạ. Rồi ok. Đại khái là như kiểu là con sâu ấy. Sô cô la con sâu à? Ui bên kia có kìa. Chắc là mình sẽ để 75. Ui hay luôn, đông thế. Rồi bị xe bắt đầu xuất hiện rồi. Ồ đông dần rồi. Bắt đầu đội quân kiểu như là nó thấy nhà máy gọi là có những món ăn mới. Thế nên là nó xuất hiện rồi. Xuất hiện để ăn thử à? Không cần đâu nhá. Ở đây chúng tôi không có cần người ăn thử đâu nhá. Nào. Rồi, ok. Ui, đánh xong mấy thanh niên lên 27k tiền luôn ạ. Mấy cái này nó bị rồi. À, lần này mình phải đi nâng cấp cái tốc độ. Chứ mình không thể nào phải nâng cấp. Nâng cấp cái ấy, vì sao nâng cấp cái driver speed update cũng được này. Mình nâng cấp đàn rốt các bạn. Chắc là chờ đến... Ui đúng rồi. Cái này phải tỷ lệ rơi chứ. Trời ơi, nâng cấp cái kia speed này coi như không công rồi. Thế thì nâng cấp speed thật à? Không. Pixel không để ý bên trên. Không, thực ra thì nâng cấp cái speed ấy thì là nó sẽ tăng tốc độ gọi là chảy của con sông này lên. Đó, driver. Ui, có tiền luôn rồi. Đủ tiền nâng cấp một cái kia luôn này. Đó, thì nó tăng tốc độ mà. Nói chung là... Ui, cái này sao nó... 75 nè. Ui, căng vậy. Đây, nó đánh nó này. Mấy thanh niên này đến nhà mình hết rồi. Ok. Ui, sao mình lại có 64 cái hòm này nhờ? Chết giờ là mình phải vứt đi các bạn ạ. Rồi, nhặt đốt đây. Con sông này nó... mình đứng đây vừa lấy mình đứng đây phải không? Đào ra nào. Vứt vào đây các bạn đây. Đấy, để cho nó kiểu như cái hòm này chắc là đóng hòm rồi, nó bị bay ra ngoài đấy. Trời ơi, nhiều dã man luôn. Đào xem nào, của mình có nhận được tiền không? 18.000, 19.000. Vẫn thế sao nhỉ? Được. Ui. 80.000 rồi. Ok, bây giờ mình sẽ nâng cấp cái drop đi. Ui, tránh xa cái này ra nha. Không thì nó sẽ
nó sẽ rơi, à nó mình sẽ dẫm vào đấy. Rồi ok, đã tăng tốc độ cái sản xuất rồi. Ủa cái này x2 là cần 500 à. Wow, 500.000 luôn ạ, đắt thế. Rồi bây giờ cần cái kia là cần 100.000 thì 17 này. Chắc là mình sẽ để tiền các bạn, speed đi. Đâu 20.000, 25.000. Chắc là mình nâng cấp luôn cái khả năng chảy xiết của con sông các bạn ạ. Nó chảy nhanh hay không là để cho chúng ta nhận được nhanh. Rồi ok, 26.000 cũng nhanh mà. Đấy. Ui. Ui. Đấy, tăng tốc độ lên. Ui, các bạn thấy không? Chảy nhanh hơn chưa? Ui giời ơi, lần đầu tiên mình xây dựng một cái nhà máy mà mình cũng thấy là các cái gọi là món ăn mà mình hay ăn mà nó lại ở cái con sông các bạn ạ. Nghe vẻ là hơi mất vệ sinh một xíu. À, chứ sô cô la thì nâng cấp. Ê, lại có mấy thanh niên này. Ờ, à, đông lắm. Ok, chúng ta tận đây thanh niên gọi là cơ bắp cuồn cuộn đây. Người to hơn tay các bạn ơi. Người to hơn tay. Đây, 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 mấy thanh niên này đang chưa định hình được. Úi. Ờ, mấy thanh niên này đang chưa định hình ui, được. Mấy thanh niên này đi sang nhà Pixel chứ. À, lúc với hộ giá. Hộ gì đấy, đấy. Có mỗi hai thanh niên thôi mà. Không phải, lúc vừa lấy ra nói chuyện. Thế hai thanh niên bảo là cho hỏi là nhà của Pixel, nhà máy của Pixel Gamer ở đâu. Ê, thế thì lúc lúc bảo ơ ở kia kìa, lúc tưởng là anh em họ hàng xa nhà Pixel. Thôi xong. À, chưa cướp được à? Ừ, may quá, may quá mình vẫn phải lút kịp. Sao mấy thanh niên trâu thế? Chết tởm. Trâu như một con bò vậy. Mấy thanh niên ăn sô cô la rồi. Đấy, người ta hỏi là nhà Pixel, nhà máy của Pixel đâu, thế lúc mới chỉ bảo ơ đằng kia kìa, bên trái kìa, thế thì thôi. Ui, càng ngày càng nhiều lúc ơi. Đâu? Ờ, bên này lại có tiếp này. Mình phải tẩn luôn các bạn. Trong giây lát là chưa định hình được, chưa biết đường đi đến nhà máy thì mình phải tẩn luôn để cho không nhìn thấy mặt trời luôn. Chứ bây giờ mà để định hình được là thôi là toang đấy. Rồi ok, nút được 100.000 rồi. Thì bây giờ nút sẽ nâng cấp lên cái The Rob Dark Ken, Ken các bạn ạ, Candy Ken. Ồ, UQR cái gì đấy. Ui, à, rồi. Khi mình giết được cái ấy thì đâu nhờ. Nhiệm vụ của mình là phải giết các bạn ạ. Cái này là không phải cái đó đâu. Đây là Candy Ken này. Ồ, mình sẽ nhận giết thanh niên nào để nhận được 25.000 được. Rồi để tí nữa xem nhá. Chắc là có mấy túi worth 25.000. Ui. Mình sẽ phải tiêu diệt mà, nhiệm vụ để phải tiêu diệt mà. Hay tiêu diệt Pixel nhỉ? Ui. Ui, xịn thế. Trời ơi, phải làm tường luôn chứ. Ui, xịn mịn quá ta. Mất có 5.000 mà núp, mất có 5.000 mà nâng cấp đi. Ui. Ở đây có bảo vệ luôn này các bạn ơi. Ui, xịn. Ui, xịn mịn thế nhở. Ui, nhà máy xây dựng lên ở trên con sông luôn ạ. Ghê dã man luôn. Trời ơi, xịn mịn. Rồi, ok. Bắt đầu nhà máy làm ăn khấm khá rồi bạn. Ui, cái này nó có cả cái lỗ kia để mình ném vào ô tô tải kìa. Xịn thật sự. Rồi, ok. Chúng ta, à, đây, phải không? Tiêu diệt thanh niên Gold Kha này phải không? Mình thử xem nhá, tiêu diệt có được tiền không? Bắt đầu có mấy thanh niên xuất hiện à? Không phải mấy thanh niên này, thanh niên khác cơ. Thôi kệ, đây mình làm cửa luôn các bạn ơi. Đâu? 250 về. Chắc là mình tí nữa sẽ nâng cấp cửa để cho đỡ mất công. Đấy. Rồi ok, xong rồi kệ mấy thanh niên. Ở ngoài là chả quan tâm. Thế là cho nó vuông. Ê, có một thanh niên. Rồi. Một cú. Cửa chưa ta? À chưa à. Ui, bây giờ cửa lại cần 150.000. Ui, cửa thì đắt thế. Thế nó giúp cửa. Cửa ấy kiểu gì? Đắt dã man. Láo rồi, láo mấy chúng tôi này. Ê, lên cửa 150.000 thôi bỏ đi. Ở lại mấy cái kính thôi à. Ui, ôi, nhà máy to, nó đắt tiền quá các bạn ơi. Rồi. Mình đang có 220.000. Thì chúng ta sẽ nâng cấp cái gì đây? Nâng cấp cái gì đây các bạn ơi? Lại có mấy thanh niên kìa núp ơi, ra đánh đi nhanh lên. Không, nó có vào nhà núp đâu. Bên kia kìa, Pixel đang đánh hai thanh niên mập ú đây rồi. Ui, rồi, ok. Ui, trời ơi, nâng cấp cái speed của con sông lên. Ui, nhanh dã man luôn. Ui. À, nhanh như cái máy điện luôn mà. Oh my god. Rồi, đâu xem nào. Tiếp theo là 300.000 rồi, nhanh thế nhở. Ở 500.000 là cotton candy các bạn ạ. Rồi. Ok nha. 500.000. Ui, nhanh như cái máy điện luôn bạn thấy không? Tiền chạy đây. Wow.
xịt mịn dã man rồi. 500.000 để nâng cấp cái ấy rồi. Không không không, mình không nâng cấp cái đấy đâu. Mình nghĩ rằng 500.000 là nên nâng cấp cái này này. Đừng nâng cấp cái mới. Đấy, chúng ta nâng cấp cái này rồi. Mắc đờ đốp speed ấy rồi. Ui. Ui, vừa nói xong trời ơi, có thanh niên cướp nhà mình rồi, cướp nhà máy mình rồi. Cay thật. Hay lắm các bạn ơi. Nghiệp quật rồi các bạn. Không sao, tiền mình nhiều, không có gì cả. Rồi, cho vào đây cướp thoải mái. Rồi, ok. Mình có thể mua bảo vệ luôn các bạn ạ. Luôn chứ, đấy, mà từ từ đã. Ui, 100 này, ui các bạn thấy không? Tiền chạy bằng tăng luôn. Chưa bao giờ. Như chưa bao giờ. Ui, rồi 500.000 đô nha. Rồi, nâng cấp lên. Chúng ta vẫn còn 2 cái nữa. Ui, 1 triệu, 10 triệu rồi. Đồng thế nhỉ. Ui, bé có tông candy phải không? Ui, đâu, cái này chảy nhanh quá, chắc là mình không ấy. Kẹo này, đây này, kẹo này. Kiểu như kẹo bông à. Trời ơi, ừ, chắc là kẹo bông các bạn ạ. Đây là nhà máy sản xuất, gọi là, cái này là không phải nhà máy sản xuất sô-cô-la nữa các bạn ạ. Mình nghĩ đây là nhà máy sản xuất gọi là kẹo các bạn. Đấy, chính xác là như thế, toàn thấy đồ ăn thôi. Đổi tên thành nhà máy này là nhà máy sản xuất kẹo nhá. Rồi, nhà tôi có cửa ngon lành anh Đào rồi. Ui dồi ôi, cửa này lại còn cái gì đây? Cửa gỗ. Gummy blend candy cane. Ui ôi, trời đất ơi, cửa là ngon luôn mà lại còn mất tiền nữa à. Ui dồi, ác thế. Rồi ok bè, tiếp lắm. Tục là cái candy này. Golden, ui kẹo vàng à. Oh my god. Trời ơi, kẹo vàng luôn. Đâu, kẹo đâu, kẹo vàng đâu. Kẹo vàng đâu. Chưa thấy luôn ạ. Ui, lắm đồ quá, lắm đồ mới quá các bạn ơi. Đây, chắc là kia. Ồ. Trời ơi, kẹo vàng các bạn. Ok, ui, có thanh niên nào mới kìa. Như là mặc kiểu như là Superman đó này. Ở đâu, vẫn là mấy thanh niên đấy mà. Ui, bên này đông thế. Từ ạ. Tạm thời cho nó tụ lại đã. Bên mình mà đánh bên này thì nó sẽ chạy ra bên kia. Nên bây giờ mình sẽ tụ lại đây. Hoặc là mình sẽ mua ngay một thanh niên bảo vệ cơ bắp được nữa. Ui, 3 triệu luôn rồi. Rồi. Thanh niên nhanh đấy nhở. Ui, lính à. Được. Ok nha em ơi. Rồi ok, chúng ta sẽ nâng cấp. Đó, sang nhà núp đây. Để cho núp đánh. Này thì vừa nãy không hỗ trợ. Ui, ghê dã man luôn này. Ui, xây dựng cái này là khuôn cảnh công khuôn viên luôn này. Oh my god, đẹp thực sự. Ê, sao mày lại sang nhà tao. Ui, này cái khu này. Mày láo. Trời ơi, hai thanh niên bảo vệ của mình tốt quá. Hai anh ơi. Ui, cái khuôn viên này quá là xịn sò luôn các bạn ơi. Oh my god. Rồi hết rồi, hết cái nâng cấp rồi. Giờ còn mỗi cái 10 triệu thôi. Ui, đẹp thế nhở. Cái này khác gì đi du lịch đâu. Cái này không có cửa các bạn ạ. Mình từ đầu mình tưởng có cửa không. Hóa ra là cái này chỉ có kính thôi. Mấy cái này là nó sẽ trang trí cho cái con sông của mình nó thêm gọi là đẹp hơn. Trời ơi, nhà máy của mình cũng có thẩm mỹ quan đô thị đấy. Đào. Nhặt tiền. Ui, pizza. Pizza cũng được. Ui, pizza sao mới được 700.000 nhỉ? Pizza đây, pizza vừa nâng cấp hết mà. Pizza nâng cấp cái 1 triệu rồi. Ui, 1 triệu à? Rồi. Golden ticket. Ok nha, ticket nha. Mình sẽ nâng cấp cái ticket nha. Sao cái ticket đâu? Oh. Ui. Kẹo vàng, kẹo viết các thứ sticker. Rồi ok thôi chúng ta. Đánh nè mấy anh ơi, đánh nè. Láo mày, ăn cướp với chúng tôi. Đánh nè anh ơi, các anh bảo vệ với chúng tôi. Đánh nè, 500 anh em bảo vệ. Ui, đúng thuê hàng chục anh bảo vệ cơ bắp lực lưỡng. Oh my god. Rồi ok, ui cần 25 triệu để glass. Ok, 25 triệu để chiến thắng các bạn ạ. Rồi, mình cứ đứng đây rồi. Thuê mấy anh bảo vệ đứng đây. Ui, đôi 4. Mấy anh này là mấy anh đầu nấm các bạn ạ. À đâu, mấy anh đội mũ mà. Rồi. Ok. Ui, sợ. Nhà mình yên bình quá, chả cần phải ra đánh. Chả cần phải ra đánh. Rồi, bây giờ là mình sẽ. Pí sao đừng qua đây nhá. Mấy anh bảo vệ tẩn nó không trượt phát nào đấy. Sao biết rồi. Mấy anh bảo vệ tẩn là lúc không can được đâu ấy. Lúc đấy là mấy anh dí cho. Ôi, chạy không kịp. Rồi, ok, 25 triệu, bây giờ mình đang có 17 triệu rồi. 8 triệu nữa. Chết rồi, tí mắc kẹt đây.
Rồi 20 rồi. Chúng ta chuẩn bị gọi là victory rồi. Em nhanh tí nhở. Ờ, nhà máy làm ăn khấm khá mà. Trời đất ơi. Với sự dẫn dắt của gọi là ui ui CEO Noob. Đấy, Paro. Ui 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 ui. Đã núp lại còn có cặp Paro nữa à? Thế mới xịn mịn. Thế gọi là xịn mịn, yes. Ồ, cái này là cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Ồ, cái này nó chui lên để làm gì? Ồ, cái này sao để chui lên? Ui, à đây rồi, bay lên trời, bay ra ngoài. Oh my god. Wow. Ui, núp lên được cầu vồng rồi, Pixel ơi. Đâu, núp đâu? Ui. Ui. Win à? Win rồi. Ua, lúc đang ở trên này này. Ui, xịt thật sự. Phải nâng cấp nốt cái cuối đã. Ui, ôi chết giờ bên làm nào mình xuống đây. lên xong gọi là cầu vòng ở trên trời thì làm nào xuống đây. Ui, thế này được gãy giò chết tôi mất. Ai, ai, ai. Rồi, chết queo luôn. Chết queo luôn các bạn. Rồi, thôi không sao, về lại cái nhà máy thân thương của mình. Ui, lúc nâng cái ở đâu đấy? Ui, nâng cấp cái. À, lên các bạn cuối cùng ấy. Rồi, ui, núp có bao nhiêu đấy? 16 triệu à? 16 triệu. Xịn mịn dã man luôn. Đó, các bạn thấy không? Nhà máy của mình. Ui, nhà máy của mình tuy là không đẹp các bạn ạ. Mình cảm thấy nhà máy của mình không đẹp bằng nhà máy Pixel này. Nhà máy Pixel màu hường đẹp hơn. Màu kiểu sáng sáng ấy, nhìn đúng kiểu. Ấy, nó đẹp mắc đẹp luôn ấy. Nhà máy của mình xấu dã man. Ờ, nhưng mà không sao, được cái là nhiều tiền các bạn. Bên trong, à bên ngoài xấu nhưng bên trong nhiều tiền. Thế là thích rồi. Ok thì có lẽ rằng là clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Đó thì ngày hôm nay mình đã xây dựng xong cái nhà máy kẹo các bạn ạ. Chính xác là nhà máy kẹo. Đó, rất là xịn mịn các bạn thấy không. Đó, và nếu các bạn nếu thích thì đừng quên để lại một like cũng như đăng ký kênh của Noob nha. Và đừng quên qua kênh của Pixel ấn đăng ký ủng hộ Pixel nha. Và xin chào gặp lại, bye bye. Bye bye.